Hôm nay mình sẽ làm về một bộ chuyện khá mờ lem giữa anh shipper kỳ lạ và những cô vợ siêu ngọt nước. Chúng ta bắt đầu nhé let go. Men của chúng ta tên Bạch Sảng, vẻ ngoài thoạt nhìn thì chỉ là một chàng shipper nghèo nàn nhưng thực chất vốn là một tên nghèo và còn cộc tính. Nếu bạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài lụng thụng thôi thì sai rồi vì anh cũng rất là đẹp trai và có tính nhiều chuyện nữa. Tuy nhiên điều ngạc nhiên là anh chính là một đạo sĩ cao thâm thường đi bắt tiểu quỷ để kiếm tiền từ địa phủ. Anh lại có một sở thích nhất là đi bắt tiểu quỷ xinh đẹp về làm của riêng bề ngoài tuy là có hơi lố lăng nhưng anh cũng rất có thực lực là một đạo sĩ chính tông chuyên thu phục mấy con yêu quái xấu xí đi bán lấy tiền mưu sinh nuôi gái và kể từ khi anh 21 tuổi thì nhân duyên với phụ nữ rất tốt có thể kết giao với những cô gái không hề tệ họ đều vô cùng dễ thương chết người nhưng những cô vợ này lại là đến từ địa phủ cứ dăm ba hôm thì lại bạo hành anh đến nhà nhựa tuy nhiên anh cũng chỉ đành miễn cưỡng phản kích lấy lại công đạo thế nhưng anh là tên số nhỏ vì mỗi lần chuẩn bị vào thời khắc quan trọng thì lại bị đám yêu ma quỷ quái nhảy ra làm phiền còn muốn bắt bạn gái của mình đi. Nhưng với tính không chịu cho thằng nào sờ vào bạn gái mình thì anh đã tìm đến cửa và tẩn cho chúng một trận giành lại gái. Chúng ta bây giờ đi vào cốt truyện luôn nhé. Mới sáng sớm mở mắt thì Bạch Sảng đã gieo một quẻ bói. Anh gieo một quẻ bói thiên địa để biết hôm nay mình có gặp may mắn gì không. Anh bề mặt chỉ là một shipper nhưng thật ra cũng là một thầy bói toán. Tuy nhiên quẻ gieo bói vừa rồi cho thấy hôm nay anh không thích hợp để ra ngoài. Nhưng vì miếng cơm manh áo anh cũng vẫn phải vác xác ra ngoài kiếm cơm, bói cũng để cho vui mà thôi tuy nhiên ở bên ngoài cũng có rất nhiều nguy hiểm vì thế giới này quỷ quái hoành hành yêu ma đầy phố nào là quỷ đói với quỷ ăn thịt những đạo sĩ có mắt âm dương như anh thì thấy nó như cơm bữa không lâu sau thì bạch sản đã đến nhận một đơn hàng tại một quán ăn người anh em hôm nay nhờ cả vào cậu giao hàng dùm tôi nhé ok ông chủ tôi sẽ giao hàng đúng giờ địa chỉ là ekip mai hoa thiếu nữ phải nhanh chóng giao hàng thôi bấy giờ trên đường có một cô gái bị một tên lưu manh cường hành tuy nhiên đó chỉ là một cảnh diễn trong một đoàn phim bảo bối anh tới đây rồi, mau trao cho anh đi. He he mặc dù bây giờ đang là quay phim nhưng cũng chính là cơ hội tốt để sàm sỡ, tên lưu manh này không ngờ lại muốn làm thật. Đạo diễn mau cứu mạng, ông ta là muốn làm loạn sàm sỡ này. Đúng, chính là như vậy, đoạn diễn này thật là tuyệt vời. Bây giờ thì bạch sảng ở đâu chui ra lái xe giao hàng tới húc thẳng vào mặt tên yêu dâu xanh muốn sàm sỡ. Giữa ban ngày ban mặt đi quấy rối thiếu nữ, tưởng muốn làm gì thì làm đó à. Em gái diễn viên nhìn cảnh tượng xoái ca cứu mình thì rung động, Tiểu tử bọn tôi đang quay phim cậu ở đây làm loạn gì vậy? Quay phim cái rắm, tôi thấy đây rõ ràng là muốn sàm sỡ con gái thì có. Tới giờ ăn cơm rồi, ra lấy để tôi còn di chuyển nào. Em gái ngon ngọt lúc này mới đi đến cảm ơn Bạch Sảng đã giúp mình. Đợi đã cô gái này lạ ghê, trên người sao lại có hai tầng khí tức? Trong mắt em gái thì cho rằng Bạch Sảng nhìn hai con thỏ của mình, thì ra là vậy mình đã nhìn ra rồi. Người từ địa phủ như cô ta sao lại có thể ở đây chứ? Con quỷ này tỏa ra màu xanh lam không có ác niệm, xem ra không phải ác quỷ này cô vô cớ chiếm thân thể người khác không sợ bị đầy xuống 18 tầng địa phủ à. Anh, anh sao lại nhìn ra tôi là quỷ? Đương nhiên là nhìn ra rồi. Tôi còn nhìn ra cô là quỷ xinh đẹp không ai bì được. Ở đây là hiện đại không giống với trước kia đâu. Muốn giữ mạng nhỏ thì mau đi theo tôi. Nhưng mà anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đương nhiên là đi tới nơi an toàn rồi chứ đi đâu. Nữ quỷ này với những con quỷ khác không giống nhau. Khí chàng không giống với người bị chiếm giữ. Phải đưa về nghiên cứu mới được. Rất nhanh bạch sảng mang nữ quỷ đến xe rồi lên xe đèo em nó đi mất không chê anh nghèo lên xe anh đèo thế là làm cho em phê đứa đừ đừ chỉ có đám đạo diễn cay cú vì bị cướp mất diễn viên được rồi đã tới nhà đây là nhà anh sao đưa tôi đến nhà anh làm gì có thể làm gì đương nhiên là làm chuyện người lớn hay làm rồi anh anh đừng có mà làm bừa tôi là nữ quỷ mà anh cũng không tha sao cô nghĩ cái gì vậy hả đi tắm trước đi rồi chúng ta bàn chuyện hứ tắm thì tắm làm gì mà căng nhanh chóng nữ quỷ cười tất chân tha cho anh vì không dám làm chuyện quá giới hạn với tôi phòng tắm ở bên kia kìa tự vào đi. Cái đệt, chưa gì đã cười rồi, chút nữa mà dám nhìn lén tôi thì tôi sẽ móc mắt anh đó. Đậu xanh, lúc nãy không phải vẫn còn đang rụt rè lắm sao, tự nhiên bây giờ đã xem như nhà mình rồi vậy. Cô vào tắm ngay đi không tôi lại chết vì mất máu. Anh nhớ đó đừng có mà nhìn lén. Tôi cũng là chính nhân quân tử đó được chưa? Tôi mới không thèm nhìn lén thân hình 36D hình chữ S của cô đâu. Nếu quỷ vừa vào đã có biến ở bên trong, nay có chuyện gì với cô vậy? Vào trong thì bạch sảng đã khoái khoái phòng tắm của anh không có thảm trống trượt sao ngã đau chết tôi rồi a à, tôi xin lỗi tôi không cố ý nhìn đâu cô cô không bị làm sao chứ anh anh nhìn cái gì mà nhìn đừng hiểu lầm thật ra tôi là một tên mù cái gì cũng không thấy mù vào mắt anh nghĩ con quỷ nào cũng ngu sao cô cô đúng là đồ bạo nữ mà tôi có phải cố ý đâu tôi sao mà biết được tốc độ cười đồ của cô nhanh như vậy chứ thật á tao lại cười vào mặt mày đồ dê con lúc sau thì cô em mới đi ra anh vào cũng không gõ cửa mà còn nói là không phải cố ý. Cô nói thế khác nào tôi đưa cô về đây để nhìn lén cô, không phải anh nhìn lén tôi vậy thì là gì nữa? Ồ, cô gái này sinh chết người mất, tôi là chính nhân quân tử mới không thèm làm chuyện như vậy. Tôi chỉ tò mò vài vấn đề vì sao cô lại không ở địa phủ mà lưu lại nhân gian có mục đích gì và cô là ai? Chuyện này anh muốn nghe sao? Tôi thật ra tên Tần Hoàn, sinh ra vào thời Bắc Tống, phụ thân là Đông Bình Vương Cao Hoài Đức, tôi là con gái út của phụ thân, 19 tuổi được gả cho mộ dung tướng quân chưa từng nghĩ đêm tân hôn có người cướp đi tính mạng của mình tôi không xuống địa phủ là vì muốn biết được hung thủ giết mình là ai không ổn oán niệm mãnh liệt hơn rồi bình tĩnh lại đi cô gái không cần kích động như vậy tam đế tiền chấn áp cô ấy lại nữ quỷ nhanh chóng bị pháp thuật của bạch sảng chấn áp pháp pháp lực của anh thật mạnh quá mặc dù tôi đồng ý với cảnh ngộ của cô nhưng cô không đến địa phủ nếu bị phán quan phát hiện thì sẽ bị phạt nặng đó ân nhân đừng mang tôi xuống địa phủ anh pháp thuật cao thâm như vậy xin hãy giúp tôi với gì mà ân nhân chứ anh đã cứu tôi ở trường quay thì đương nhiên là ân nhân của tôi rồi. Xin anh giúp tôi tìm được hung thủ, cho tôi ở lại nhân gian. Anh mà không đồng ý thì tôi sẽ quỳ mãi ở đây. Ai ra, mình không thể chịu đựng được việc con gái khóc trước mặt mà. Được rồi, được rồi tôi đồng ý giúp cô nhưng mà nhất định cô không được hại người. Hơn nữa phải ở sát bên cạnh tôi mới được. Vâng, cảm ơn ân nhân. Trên người cô ấy có khí tức hoàn toàn khác với những nữ quỷ khác. Để cô ấy lại để tìm đáp án của bí mật này vậy. Lúc này thì tượng Phật có dị động làm bạch sảng khiếp hãi nấp sau tôi có nguy hiểm gần đây vừa nói xong thì âm sai đã đạp tường xông vào tần hoàn ngươi tự ý rời khỏi địa phủ nhập vào người sống còn không mau cùng ta quay về chịu phạt ân nhân tôi không muốn quay về xin anh giúp tôi quan sai đại nhân có thể nể mặt tôi tha cho nữ quỷ này một lần không ngươi là ai mà ta phải nể cô ấy bây giờ là nữ nhân của tôi nên tôi quyết không để cho ngài đưa cô ấy đi đừng có nói nhảm nữa cút ra để ta làm việc thấy bị tấn công bạch sảng liền đỡ cho tần hoàn một đòn ngươi dám làm phiền ta thi hành công vụ muốn chết tiểu tử ngươi cũng cùng ta xuống địa phủ chịu phạt luôn cô không cần sợ tôi sẽ không để cô bị thương đâu bạch sảng nhanh chóng lấy ra tượng phật vi đà ở đây còn dám làm càn tà ma khôn hồn thì mau nhường đường chỉ với kim quang của vi đà tỏa ra đã khiến cho âm sai địa phủ bị chấn lui pháp lực mạnh quá tiểu tử này không ngờ có thể sai khiến được cả thần ma được rồi đừng đánh nữa quan sai đại nhân ông cũng thấy đó tôi với ông cũng xem như là đồng sự ông tha cho nữ nhân của ta được chứ không thể nào ta xưa nay công tư phân minh không phá vỡ quy tắc ngài đợi một chút tôi có hậu tạ cái này có thể phá vỡ quy tắc hay không cậu lấy cái này mua chuộc cán bộ à ta không có thèm cái này đâu ai ra tôi hiểu vậy thì cái này chắc là đủ rồi chứ ngài xem bao sinh a à? đẹp đệt ngươi đúng là đồng sự mà quá đẹp luôn khụ khụ cái đó giữa đồng sự với nhau thì không cần khách khí ta vừa hay ở nhà thiếu vợ làm ấm giường đó cậu bây giờ nói gì thì chính là đó tần hoàn ra đi tôi đã xử lý xong rồi đồng sự cảm ơn cậu nhé hai người cứ thoải mái ở với nhau đi Ta đi về trước đây huynh đệ, lần sau gặp sẽ đãi ngươi uống rượu, cảm ơn ơn cứu mạng của ân nhân. Không có gì, tôi đã hứa sẽ giúp thì chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa. Nếu cô thấy ấy náy có thể bồi thường 18 vạn tiền sửa nhà cũng được. Ân nhân, thật ra tôi không có tiền, nhưng tôi có thể báo đáp bằng cái khác có được không? Hễ có chuyện tốt như vậy sao? Ấy ấy, tôi nhắc lại là tôi là chính nhân quân tử, cô cứ như vậy là tôi báo quan sai đó. Lúc nãy mình chỉ muốn thăm dò phẩm hạnh của anh ta, bây giờ xem ra anh ta quả thực là một người đáng tin cậy sao cô không lao vào chứ tôi vẫn còn đang đợi đây mà ơ ân nhân anh đây là bị làm sao vậy không không có gì gió mạnh quá nên bị chảy máu cam mà thôi gió làm chảy máu cam được sao cái cớ này cũng hư cấu quá rồi lúc này có chuông điện thoại gọi đến cuộc gọi này đến đúng lúc thật nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào alo linh lung cô gọi gì nói đi sao thế kỳ lạ sao trong điện thoại lại phát ra tiếng điện lưu không đúng linh lung cô ấy nhất định xảy ra chuyện rồi nhưng linh lung là ai Bạch Sảng liền lấy đồng xu ra tính toán, cô ấy là một người bạn của tôi, cũng là nữ đồng nghiệp trước đây, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi hỏa tương bác, thủy hỏa bất tương xa, Bạch Sảng đọc xong chú pháp thì thấy được hình ảnh cô bạn đang khóc, cuối cùng cũng tìm được vị trí của cô ấy rồi, cô ấy đang ở một quán hát, tôi cảm nhận chỗ đó quỷ khí rất nặng, anh lợi hại thật, vậy mà cũng có thể tìm được, tôi nói cô ở nhà không phải tốt hơn sao, đi theo tôi ra ngoài làm cái gì? Ở nhà nguy hiểm lắm, lỡ như có quan sai khác đến tận của thì làm sao, vẫn nên đi theo anh an toàn hơn, thôi vậy cô nói cũng có lý, nhanh chóng hai người đã đến nơi xảy ra dị biến. Chúng ta đến nơi rồi, ân nhân, ta khí nơi này rất nặng, gần đây chắc có ác quỷ xuất hiện. Đi vào bên trong thì có tiếng hét lên từ trong phòng, nguy rồi, là giọng của Linh Lung, cô theo sát tôi nhanh, cô ấy là bị nhốt ở bên trong rồi, Bạch Sảng liền vận pháp thuật đánh nổ cửa phòng, gì chứ, hơi thở này mình thấy quen thuộc quá. Bên trong vô cùng quỷ dị, tà khí khắp phòng, cứu với, ai đến cứu chúng tôi với hu hu các người chạy không thoát đâu khỏi cần kêu la ngoan ngoãn làm ma chết thay để ta đầu thai chuyển thế đi đậu xanh con ma này không xem mình ra gì à em gái bắt đầu từ em trước đi tới đây nào hắn bắt tới thì bạch sảng đã thuấn di ôm lấy linh lung né tránh linh lung đừng sợ tôi đến cứu cô rồi đây bạch sảng cậu sao biết tôi ở đây không cần ngạc nhiên sau khi nhận được cuộc gọi của cô tôi đã dùng thuật càn khôn để định vị cô rồi tức tốc qua có tôi ở đây hắn không làm gì được cô đâu tiểu tử ngông cuồng dám đến quấy giày ta tìm ma chết thay Thật đúng là sâu kiến đi tìm đường chết, yêu ta đấm tới thì bạch sảng chỉ nhẹ nhàng dùng tay chặn lại, cái địch sao mà tên này khỏe vậy. Có một chút sức mạnh mà dám làm càn, đầu thai cũng phải có nguyên tắc của đầu thai, để hôm nay ta dạy ngươi. Ngươi làm sát người vô tội tích chữ quá nhiều oán niệm, đợi xuống địa ngục ma chịu án đi. Vị đại sư này vậy mà có thể dễ dàng đánh lui ác quỷ, chúng ta là được cứu rồi. Bạch sảng nó hình như vẫn còn sống kìa, đừng lo có tôi ở đây đám người phàm các ngươi miệng lúc nào cũng nói chính nghĩa nhưng có kẻ nào là không có ý xấu trong lòng chứ hơi thở quen thuộc này lại xuất hiện rồi hắn rốt cuộc là ai các ngươi thì có tư cách gì khua tay múa chân với ta hôm nay ta hút cạn các ngươi nhanh chóng những linh hồn của đám người bị hút bởi yêu tà linh lung đứng bên cạnh bạch sảng cũng không tránh được ngươi đã làm càn thì đừng có trách lão tử bạch sảng quay sang cởi y phục của linh lung ra sau đó dùng máu của mình vẽ ấn ký lên người cô ấy vuốt một lúc thì trước ngực linh lung hiện ra hình âm dương thái cực ngươi vậy mà lại muốn phá hỏng kế hoạch đầu thai của ta đã vậy thì chúng ta cùng nhau chết đi yêu tà lao tới nhưng bị bạch sảng triệu hồi vi đà áp chế vi đà ta ở đây yêu ma quỷ quái còn không lui yêu tà bị áp chế thì linh lung cũng mệt lử người bạch sảng cảm ơn anh tôi chắc không sao nữa đâu không sao thì tốt cô ở yên đây để tôi đi thu phục yêu tà bạch sảng thu tượng vi đà về rồi đi đến chỗ yêu tà anh lấy ra một lá bùa rồi niệm chú ngữ đây đây là siêu hồn thuật ngươi rốt cuộc là ai sao lại tinh thông pháp thuật như vậy gia đình ta kế thừa môn đạo từ hàng chục đời chút pháp thuật này thì có là gì ân nhân xin hãy hạ thủ lưu tình đã trên người y ác quỷ này có hơi thở quen thuộc với tôi xin để tôi hỏi rõ nguyên nhân trước có được không hơi thở quen thuộc với cô sao năm đó khi tôi chết cũng xuất hiện hơi thở gống tên này tôi nghĩ hắn biết hung thủ là ai thì ra là vậy ngươi nghe thấy chưa thành thật khai báo hơi thở trên người ngươi là thế nào hả hơi thở gì cơ sao không muốn được khoan hồng à không không phải, đại sư ngài lợi hại ta nào dám kháng cự nhưng ma khí trên người ta rất bình thường mà, không thể nào, hơi thở của người ta đã ngửi được từ ngàn năm trước, gì một ngàn năm trước sao, á à, ta hình như nhớ ra rồi. Ngàn năm trước ta đang ở địa phủ và nhận được cơ hội đầu thai, thế nhưng vào lúc ta đầu thai thành công thì có một người đột nhiên xuất hiện thi pháp kéo ta ra khỏi vòng luân hồi. Ta bị ép trở thành cô hồn dã quỷ, vì thế mà không thể không tìm ma chết thay để đầu thai. Nhưng mà không biết vì sao cho dù hút bao nhiêu linh hồn thì cũng bị sức mạnh thần bí trong cơ thể ta rút đi khiến ta không hoàn thành được việc hút hồn. Ân nhân, anh có thể dựa vào hơi thở để tìm được đồng nghiệp của mình, chắc chắn cũng có thể dùng cách tương tự để tìm ra người thần bí đó đúng không? Xin hãy giúp tôi với, tôi nghi ngờ kẻ đó kéo tên này ra khỏi vòng luân hồi chính là hung thủ giết tôi. Được rồi vì cô xinh đẹp nên tôi giúp cô thử xem. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi hỏa tương bác, thủy hỏa bất tương xa khai trong lúc bạch sảng đang tìm vị trí thì trong không gian tinh thuần một ác quỷ nhào tới tấn công hắn đánh một cú đã phá vỡ không gian định vị của bạch sảng tất cả ai ở người nhìn đều khiếp hãi ân nhân hắn ở đâu có nhìn rõ hình dáng của hắn không hắn cảm nhận được tôi nên vào thời khắc mấu chốt cắt đứt dấu truy tìm rồi ý của anh là cha không được sao ừm chỉ là mới lùng ra được nhưng vị trí và mặt thì không thấy rõ không sao đừng nản cô sinh như này mà buồn rất đáng yêu a à. để tôi tìm cách khác tìm ra hắn chỉ cần một chút thời gian thôi Nhân cơ hội Bạch Sảng đang tán gái thì Yêu Tà Toan bỏ trốn, này tên kia ta cho ngươi đi rồi sao? Ngươi lạm sát người vô tội oán khí quá nặng, nơi thuộc về ngươi chỉ có thể là âm phủ. Đúng vậy, linh hồn của đồng nghiệp tôi còn ở chỗ hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy thoát, cao nhân tôi sẽ không dám hại người nữa, cầu xin anh. Xin cái quần què gì mà xin mau nôn ra. Bạch Sảng ấn bùa lên người Yêu Tà thì Yêu Tà liền nhả linh hồn những người khác ra, lập tức linh hồn của họ quay về chủ thân, đè đau đầu quá, mình vừa bị làm sao thế chứ? bây giờ bạch sảng lấy ra túi càn khôn rồi đem yêu tà thu vào bên trong khóc lóc làm cái gì mất hết mặt đàn ông mau xuống địa phủ đi bạch sảng lại đốt lên bùa chú sau đó thì làm phép bàn giao ân nhân anh vừa làm gì thế à tôi gọi quan sai lên bàn giao công việc thôi lập tức từ không gian đi ra một người ôi lại là người anh em nữa à sao thế tìm tôi có việc gì không đây là tên ác quỷ tôi vừa mới bắt ông mang hắn về xử lý đi đúng là huynh đệ tốt vừa hay ta đang chạy kpi đó cảm ơn người nhé ê nhưng mà mắt ảnh bị sao vậy ha ha còn không phải vì người phụ nữ làm ấm giường cậu biếu sao cô ấy quá quấn người về là muốn vắt khô tôi luôn này à còn có một chuyện nữa tôi muốn hỏi anh anh có biết người này không sao cậu cũng tìm hắn à hắn là tên mà âm phủ đang truy nã bấy lâu nay hắn là ai hiện giờ đang ở đâu vậy ta cũng không rõ nhưng hai ngày nay chúng ta thường phái người đến quận thương lan có khả năng hắn ta đang ở gần ấy bây giờ tôi sẽ đến quận thương lan để xem thế nào ngay cô cần gì gấp vậy chứ đợi tôi với này này mang tôi đi cùng với tôi không muốn ở lại với vị quan sai này đâu. Linh lung cô có thể dịch lên một chút được không? Cô ngồi lên người của tôi rồi. Xe nhỏ quá nên tôi cũng không cử động được mà. Thằng đệ của Bạch Sảng không chịu nổi nữa nên phải thắng gấp. Nhưng mà kết quả thì ối rồi ôi. Ba người gom lại ịn thẳng lên phía trước. Ai ra bể mất cặp loa của tôi rồi. Cô thì bể loa chứ tôi thì bể luôn công cụ sinh sản rồi nè. Cũng đến quận Thương Lam rồi nè. Bạch Sảng anh làm gì vậy chứ suýt nữa là tôi bị ngã rồi. Đúng thế, thắng gấp vậy đụng rất đau đó ngại quá tôi thích lái xe như thế, không được quay lại, quay lại thì bị phát hiện mất, không khí ở đây đúng là có điểm khác thường đấy, cô nhìn thấy nó không, thấy rồi, đẹp quá đi mất, các cô nhìn cái gì thế, tôi thích nơi này, tôi cũng thích, chúng ta đi mua đồ đi, hai, đúng là con gái thích cái đẹp mà, xin chào quý khách mời anh vào trong, cái đẹp gì vậy chứ, anh thấy tôi có đẹp không, có thích không, cả tôi nữa, có phải tôi xinh hơn cả cô ấy không, đẹp, cả hai người đều rất đẹp một người thì xinh đẹp kiêu sa còn một người thì đáng yêu và dễ thương vô đối thưa anh anh trả bằng tiền mặt hay là cả thẻ ạ à? gì chứ tôi thanh toán á hai chị nhà đẹp như vậy anh đúng là hạnh phúc tất nhiên là anh phải thanh toán rồi ế bọn họ có phải vợ tôi đâu đang còn kỳ kèo thì bạch sảng sửng sốt anh đợi tôi một chút ở đây hình như có vấn đề dứt câu thì bức tường nổ tung bạch sảng nhanh chóng ôm lấy tần hoàn và linh lung nhảy ra né tránh tần hoàn cô không sao chứ có bị thương ở đâu không Tôi không sao anh không cần lo quá đâu nhưng mà Linh Lung cô ấy thì không ổn cho lắm. Cô ấy hình như bị chấn động vừa rồi đánh ngất. Không hay rồi, Linh Lung là người thường nên vụ nổ lớn thế chắc chắn là bị thương. Linh Lung cô mau tỉnh lại, nè dáng tỉnh dậy đi đừng có hù dọa tôi nha. Nếu vẫn không tỉnh lại thì chỉ có thể làm CPR rồi thôi. Trên TV bảo giúp người hôn mê phải hô hấp nhân tạo, mình phải thử xem. Bạch sảng suýt chút nữa được hôn gái thì đằng sau lại nổ tung, có hai âm sai bị chấn về chỗ anh. Quân que gì vậy? một chút xíu nữa là được hôn gái sinh rồi mà ở bên ngoài có âm khí nồng đậm quá rất giống với hơi thở của tên thần bí kia bên ngoài vậy mà có nhiều người chết quá bạch sảng cùng tần hoàn nhìn mà ngơ ngác trước mắt họ có một tên yêu tà hung ác đang đánh nhau với sai nha địa phủ một đám rùi nhặng mà dám phá chuyện của ta quay về báo với lão đại của các ngươi nếu hắn còn dám truy bắt ta ta sẽ lấy mạng của hắn dám đối đầu với âm phủ trúc long ngươi thật to gan hôm nay chúng ta phải tiêu diệt ngươi trừ hại cho nhân gian Hừ, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn diệt trừ ta đúng là không biết tự lượng sức, tên này tung một chém đã chặt đứt hết xích chói mà. Luồng kiếm khí cũng thiêu đốt vào linh hồn của âm sai, tên này nhanh chóng vút tới bắt lấy đội trưởng của tất cả âm sai vừa rồi, hắn dùng một chiêu đã đánh cho âm sai dính vào trong tường. Âm sai dính một chiêu đã há hốc, được rồi hôm nay ngươi cứ đi chết trước đi, hắn toan xuống tay thì một cú đấm lao tới, chưa kịp phản ứng thì hắn bị bạch sảng đánh bay như quả bóng, cuối cùng cũng để ta tìm ra ngươi rồi nhãi con ngươi là kẻ nào mà không có võ đức đánh úp lão tử là đại ca của em đây nào lại gần nhìn xem đại ca là ai này tiểu tử hỗn láo ở đâu ra ta trước giờ chỉ có làm đại ca chưa từng nhận ai làm lão đại cả ngươi cũng đúng là tên không biết lượng sức mình bạch sảng thi pháp lập tức mấy đồng tiền bắn tới đánh cho tên trúc long bay ra sau mạnh quá người đó là ai vậy không biết nhưng nhìn thân thủ chắc không phải người thường chắc là một pháp sư cao thâm ân nhân chính là hắn đã giết ta xin anh giúp tôi giết hắn đòi lại công đạo cho ta cái gì chứ, sao cô ta vẫn có thể còn sống được, rõ ràng mình đã rút mệnh cách của cô ta rồi, linh hồn không thể nào vẫn còn tồn tại được. Trả trách kế hoạch mãi không hoàn thành, thì ra vấn đề nằm ở đây, hôm nay ngươi tự dâng đến cửa thì đúng là ông trời cũng muốn giúp ta. Nói xong hắn lao tới tấn công, bạch sảng không sợ hãi mà chỉ nhẹ nhàng dùng tay bắt hắn lại. Này, trước khi đụng vào nữ nhân của ta có phải ngươi nên hỏi qua ý ta trước hay không? Bạch sảng tung một cước sút hắn bay ra sau, tiện tay rứt luôn cánh tay hắn, máu của tên này bắn tung tóe vào người tần hoàn sau đó nhanh chóng ngấm vào người cô ơ sao đột nhiên tôi khó chịu quá chuyện gì vậy cô đừng có dọa tôi chứ thôi xong không ổn đây là ấn câu hồn người điều khiển sử dụng ma pháp có thể dịch chuyển linh hồn dính phải ấn đến bất kỳ đâu ấn này có hiệu quả nửa tiếng nguy to vậy mà ấn câu hồn khởi động rồi lập tức linh hồn của tần hoàn bị kéo đến một không gian bí ẩn tần hoàn lúc này thì sợ hãi không biết nơi này là ở đâu em gái đừng sợ nơi đây được gọi là trường sinh điện He he, nghìn năm không gặp mà em gái càng ngày càng xinh đẹp đó nhỉ? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trà mùi vị này vẫn giống nghìn năm trước khiến người khác phải say mê. Đợi đã, ta nhớ ngươi rồi. Ngươi là thanh nhi em trai phu quân của ta lúc đó. Sai sai, ta còn lâu mới là em trai của tên phu quân ngu ngốc của ngươi. Lúc ngươi thành hôn thì hắn đã bị ta giết rồi. Bằng không sao ta có thể biến thành hình dạng của hắn mà trà trộn vào chứ? Bây giờ tên yêu ta mới hút mệnh cách của tần hoàn. Ngươi biết quá nhiều cũng không có lợi cho ngươi. Tiếp tục làm đá lót đường cho ta đi. Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn thu thập người đại mệnh cách để mở cửa trường sinh điện vậy mà không ngờ con cá lọt lưới lại là ngươi. Bây giờ thì trong đầu Tần Hoàn truyền ra đạo khí quấn lấy tay của tên Trúc Long rồi cắt phăng cánh tay hắn, hắn bị cắt đứt tay thì sợ hãi nhảy lại phía sau. Bên này thì Bạch Sảng vẫn đang thi pháp vào đầu Tần Hoàn, "Tần Hoàn cô đừng sợ, tôi sẽ cứu cô ra ngoài ngay." Đáng hận, tên nhãi danh đó vẫn đang đấu với mình. "Nếu ngươi đã thích đấu đến vậy thì hãy đấu đến một mất một còn đi." Yêu tài đọc chú ngữ khống chế hồn phách Tần Hoàn, lập tức bên cơ thể tần hoàn đã bị mất khống chế tần hoàn cô làm sao vậy cô đây là muốn làm gì dứt câu thì bạch sảng đã bị tần hoàn bóp cổ sau đó thì nện cho anh một phát dính vào đất tần hoàn cô bị làm sao mà hóa điên vậy chết rồi tình trạng tần hoàn lúc này như bị người khác khống chế chắc chắn có gì đó xem kim quang đỉnh của ta đây đánh chết tên khốn nạn người tên trúc long đang khống chế tần hoàn bị đạo ấn đánh cho trọng thương đáng ghét tiểu tử này mạnh quá tiếp tục như này thì thua là cái chắc xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng Hắn điều khiển tần hoàn lao tới chỗ Bạch Sảng, "Nhận chiêu này đi, Thái Sơn áp đỉnh." Bạch Sảng nhìn tần hoàn đem hai con thỏ lao tới thì há hốc, hai con thỏ cứ thế mà đập méo mặt Bạch Sảng. "Á à đủ đủ, chiêu thức này quá thâm hiểm rồi đó. Ha ha để xem ngươi có thể làm gì được ta." Đê Tiện biết rõ mình không có cách nào xuống tay với bộ phận đặc biệt của Tần Hoàn nên hắn mới sử dụng chiêu hèn hạ này. "Ngươi nghĩ hổ không gầm thì tưởng ta là mèo baby sao? Ta chính xem ngươi là một con mèo vô dụng đó tiểu tử." Bạch Sảng lao tới thì nhận ngay một đấm vào mặt ngươi đồ đê tiện đánh đâu không đánh mà đánh vào mặt ta thích thế nếu ngươi đã thích sử dụng chiêu hèn hạ đến vậy thì ta cùng chơi với ngươi tần hoàn dùng chiêu bá vương ngạnh thượng cung mà đè tần hoàn xuống đất không chế được tần hoàn thì bạch sảng triệu hồi một lá bùa sau đó ngậm lên thầm đọc chú ngữ đọc xong thì anh trực tiếp hôn vào miệng tần hoàn dính lá bùa này thì tần hoàn mới yên tĩnh trở lại tần hồn xuất thế cửu hồn quy lai hoàn tuyền cửu u chiêu hồn dẫn lối đọc xong thì người tần hoàn xuất hiện kim quang linh hồn của tần hoàn cũng có kim quang tụ đến sau đó thì nó tụ thành những mũi tên phóng tới xiên vào người tên yêu tà trúc long định mệnh thuật pháp cao siêu quá dứt câu thì tên trúc long này cũng bị hạ gục đèn mệnh cách vẫn không ngừng hút đi máu huyết của yêu tà trúc long xong xuôi thì linh hồn tần hoàn cũng bị gọi về linh thần nhập thể vạn vật hồi xuân sau một lúc thì linh hồn tần hoàn cũng về với thân xác làm cho mấy tay quan sai há hốc vì thấy đạo pháp của bạch sảng quá mạnh ta làm quan sai dưới địa phủ đã vài trăm năm rồi mà bây giờ mới thấy người thường mạnh như thế đó đợi khoảng 5 phút nữa thì tần hoàn mới tỉnh lại cô không sao chứ bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi vừa nãy hắn gọi hồn cô đến đâu hắn không có làm gì cô chứ tôi tôi không biết đó là nơi nào nhưng tôi thấy đó là một hang động bên trong có bàn thờ bàn thờ sao ừm hắn nói cái gì mà trường sinh điện rồi gì mà dùng mệnh cách của tôi để mở nó ra nguy rồi trường sinh điện là nơi cấm kỵ nếu hắn thật sự có thể mở ra được thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi nhưng mà trường sinh điện là gì thế giới của ma quỷ phân ra làm ác quỷ quỷ binh quỷ tướng quỷ vương quỷ thần và quỷ đế Mỗi một loại ác ma đều sẽ có điện đường chuyên trấn áp, nhưng Trường Sinh Điện là nơi chuyên để trấn áp Quỷ Vương, bọn chúng bất sinh bất diệt, khả năng phá hủy rất đáng sợ, Quỷ Vương lại thích ăn linh hồn, nếu Trường Sinh Điện mà mở ra thì Trần Gian sẽ trở thành địa ngục thảm khốc đó, đáng sợ như vậy luôn sao? Vị huynh đài này thân thủ và hiểu biết rất nhiều, vừa nãy được huynh cứu giúp ta vô cùng cảm kích, khách sáo rồi, ta cũng đang tìm hắn nên giúp một tay thôi, huynh đài đạo pháp cao thâm chi bằng liên thủ với chúng ta huynh thấy sao? Tôi không thích bị gò bó nên quen với hành động một mình hơn gia nhập với mấy người không có lợi thì đừng có mơ nhé. Huynh đài, ta có thể xin giúp huynh một chức quan bán thời gian, đến lúc đó huynh có thể quang minh chính đại dẫn theo ma nữ kia rồi. Chuyện của Tần Hoàn Anh biết rồi sao? Tôi không những biết chuyện đó mà còn biết huynh dùng mỹ nữ hối lộ thuộc hạ của tôi nữa đó. À ờ, cái đó chỉ là quà biếu quan sai thôi nào ai gọi là hối lộ. Thấy thế nào? Hiện giờ có hứng gia nhập chưa? Ha ha vậy thì được chứ. Tần Hoàn giờ chỉ bị mình cưỡng ép giữ bên người vẫn chưa được địa phủ chấp nhận. Sớm muộn gì cũng sẽ kéo thêm phiền phức nhưng mà gia nhập làm quan sai bây giờ thì quá tiện được rồi nếu đã vậy thì mời huynh cùng ta xuống địa phủ một chuyến xuống đó phán quan đại nhân sẽ cấp cho huynh lệnh bài chức vụ và chúng ta là đồng sự không thành vấn đề nhưng tôi vẫn cần lo cho hai nữ nhân kia đã một người bạn của tôi vẫn còn đang hôn mê nằm ở bên kia yên tâm đi hai người ấy tôi sẽ sắp xếp cho người mang họ về nhà huynh anh biết nhà tôi ở đâu sao cái này chuyện nhỏ quan sai nào cũng có sổ định vị sinh tử cả mà vậy tần hoàn cô lát nữa hãy về nhà cùng với linh lung và mấy vị quan sai được mọi chuyện đều nghe theo anh vậy thì chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi luôn thôi vị quan sai búng tay một cái đã đem bạch sảng xuống âm phủ huynh đài chúng ta đã đến nơi rồi huynh cứ đợi ở đây để ta đi tới báo với phán quan đại nhân một tiếng đây là âm phủ sao lần đầu tiên xuống đúng là được mở mang tầm mắt đang còn đợi thì bạch sảng giữ người từ bên ngoài vậy mà đi vào hai mỹ quỷ chào bạch sảng hai em gái lập tức bu lấy người bạch sảng làm anh sượng đơ người Quan nhân đừng sợ, vừa nãy triệu đại nhân kia nói ngài là khách quý nên đặc biệt phái chúng ta đến hầu hạ ngài. Các cô làm gì thế? Tôi đến âm phủ chứ có phải đến lầu xanh đâu. Các cô mau dừng lại đi. Chẳng lẽ tỉ muội chúng ta không đủ xinh đẹp sao? Quan nhân không có hứng thú gì hết ư? Quan nhân đừng sợ để ta giúp ngài thư giãn. Hai cô em bấy giờ rút dao muốn xiên chết bạch sảng. Cái địch gì vậy? Đám người địa phủ này muốn hãm hại ta à? À à đã thế hôm nay lão tử lật tung cả địa phủ các người lên. Nói mau, các ngươi cớ gì lại muốn giết hại ta? qua nhân người làm người ta đau đó, quan nhân đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ nhàng xiên chết ngài thôi. Ngông cuồng, không thù không oán vậy mà lại muốn giết ta, đã thế thì đừng trách ta ra tay đoạn tuyệt, bạch sảng tung cước đã văng hai cô em. Quan nhân ơi đau quá, ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lại còn câu dẫn ta, vậy thì hôm nay ta sẽ cho các người thân hình câu diệt vạn kiếp không được siêu sinh. Đang tính xuống tay thì phán quan mới đi ra vỗ tay làm bạch sảng ngơ ngác, triệu minh người ngươi đưa đến khiến ta rất hài lòng. Huynh đài đây là phạt ác ti trung đạo của chúng ta, ngài ấy nghe nói huynh muốn gia nhập nên muốn dùng mỹ nhân kế kiểm tra huynh đó chúc mừng huynh đã thông qua vòng kiểm tra xin lỗi nhé huynh đệ bắt ác ma không phải ai cũng làm được nên ta làm vậy cũng vì thân mang trọng trách nếu kiểm tra thì nói với tôi trước chứ ngài mà không đến kịp thì tôi giết hai cô gái kia rồi đó hai em gái nghe lời đanh thép của bạch sảng thì lại mê đứa đừ đừ vì cảm thấy anh men lì quá à đúng rồi trước khi gia nhập tôi có điều kiện chắc quan sai nãy đã nói cho ngài biết rồi chứ nói rồi nói rồi chỉ cần cậu có thể giúp chúng ta bắt trúc long thì tần hoàn có thể theo cậu đến đâu cũng được quan sai có một vài nữ nhân là chuyện thường thôi vậy được chúng ta bàn chuyện chính thôi hải nói ra cũng không sợ cậu chê cười ta thân là phạt ác ti những chuyện liên quan đến ác ma đều do ta xử lý từ khi trúc long xuất hiện âm phủ xảy ra không ít rắc rối trong ba năm nay tất cả các châu ở nhân gian hay xảy ra mấy chuyện ly kỳ như miếu thổ địa bị rỡ thôn làng bị thảm sát linh hồn sau khi chết thì bị hút cạn ta nghi ngờ kẻ đứng đằng sau không hề đơn giản cho nên muốn điều tra rõ ràng vừa rồi triệu minh nói với ta trúc long đã đến trường sinh điện điều này càng củng cố cho hoài nghi của ta trường sinh điện không phải có trưởng quan âm phủ trong trường sao sao hắn có thể đến đó được chuyện này không hoàn toàn là vậy mặc dù nói là trường sinh điện có người âm phủ trông coi nhưng có một nơi là ngoại lệ ác ma trong đó quá cường đại nên nơi giam giữ được xây dựng ở vùng đầy sơn thế long mạch để lợi dụng sức mạnh ở đó trấn áp Tuy nơi đó có một màn kết giới nhưng cũng không thể đảm bảo không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tần Hoan nói linh hồn của cô ấy bị bắt đến một hang động, không lẽ hang động đó chính là nơi Trường Sinh Điện xây dựng? Cái này thì xung quanh Trường Sinh Điện có rất nhiều hang động. Hai người họ còn đang nói thì có biến. Nguy rồi! Chuông chấn hồn sao lại đột ngột kêu vậy? Trung đạo đại nhân không hay rồi. Hai tòa tháp tỏa yêu ở địa ngục bể máu bị phá, linh hồn ác ma bên trong bị giải phóng ra ngoài, hiện giờ đang chạy loạn khắp nơi đám người canh gác tháp tỏa yêu các người đều là đám vô dụng hết sao còn không mau đi bắt lại cho ta vừa mới tra ra chuyện của trường sinh điện thì âm phủ lại xảy ra biến chuyện này không đơn giản nên phải đi xem một chuyến lúc này ở trong địa ngục bể máu yêu ta không ngừng tràn ra bên ngoài khống chế những quan sai canh gác quan sai đại nhân ngài thấy ta có đẹp không có phải sờ vào ta rất thoải mái đúng không bấy giờ thì lão trung đạo cũng đã chạy đến nơi đám ác ma to gan còn không mau cúi đầu chịu trói kim quang từ lão trung đạo đánh tới làm những ác ma này bị thương Trung đạo đại nhân việc gì mà hung dữ như thế? Chúng ta chỉ là đám nữ tử yếu đuối, ngài tha cho chúng ta được không? Đây là thuật mê hoặc của quỷ dã xoa. Tà thuật kém cỏi đấy mà cũng dám múa trước mặt ta sao? Trung đạo nhanh chóng nắm đầu à ác ma rồi dệnh thẳng xuống lòng đất. Trung đạo ngươi nhốt chúng ta đã 100 năm rồi thì cũng đến lúc phải trả giá thôi. Nguy rồi thuật mê hoặc lúc nãy chỉ là mồi nhử. Mình vậy mà không nhận ra có mai phục. Hiện giờ mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi đó lão già. Đi chết đi cho ta lúc sắp bị đâm thì bạch Sảng đã ra tay giúp đỡ đánh chết mấy yêu tà cứu lão trung đạo trung đạo đại nhân ta quả thật là không thể chịu được nữa ngài quá nhân từ với đám ác ma đó rồi đối xử với chúng thì cứ thẳng tay bóp chết là được rồi tiểu tử này đúng là không tầm thường chỉ dựa vào tay không cũng có thể giết chết ác ma tiểu tử ngươi chán sống rồi sao dám can thiệp vào chuyện của chúng ta tất cả mọi người cùng lao tới xé xác hắn cho ta đúng là một đám yêu tà chỉ nghĩ bằng hai quả bưởi đã lên cùng một lượt thì lại đỡ tốn thời gian cho ta đừng có mà ra vẻ loại đạo sĩ như người ta giết cũng không ít đâu mau chịu chết đi bạch sảng liền tung ra túi càn khôn thi pháp lập tức yêu tà này bị hút vào bên trong chết tiệt chị đại bị bắt rồi hắn rốt cuộc là ai mà đạo hạnh lại cao thâm như thế vậy giờ phải làm sao còn làm sao nữa mau chạy chị đại cũng bị bắt thì nói gì đến chúng ta các ngươi chạy đằng trời nguy rồi phía trước có mai phục bạch sảng thi pháp khiến túi cản khô xuất hiện phía trước hút sạch đám tà ma sau khi hút hết thì anh mới đọc chú thu pháp bảo lại triệu minh vị bạch sảng huynh đệ này của ngươi rốt cuộc tìm ở đâu ra vậy hắn thật sự lợi hại đại nhân ta biết đâu ta mới chỉ gặp hắn lúc nãy trên nhân gian thôi trung đạo đại nhân tất cả ác ma ta đều bắt ở trong này cả rồi cám ơn cậu thật sự đã giúp ta một chuyện lớn đó lão trung đạo vận pháp kiểm kê túi cản khôn thì sửng sốt vì bên trong vậy mà thiếu một con ác ma đại nhân có phải nhầm không ta thấy đám ác ma đều bị thu vào trong này rồi mà ác ma trong tháp tỏa hồn đều được ta phân theo mệnh cách hiện giờ bên trong vẫn thiếu ác ma thất sát mệnh cách Mệnh cách không trùng hợp đến như vậy chứ Lúc cứu tần hoàn ta cũng nghe thấy cô ấy bảo Trúc Long nhắc đến mệnh cách gì đó để mở trường sinh điện Đại sự không hay rồi Cung tế thập hồn mệnh cách là có thể mở ra trường sinh điện Chắc chắn là có kẻ nào đó đang dở trò Chuyện này vô cùng hệ trọng Nhất định phải phái người đến trường sinh điện kiểm tra Trường sinh điện ở Long Sơn Mạch là điểm đột phá duy nhất của chúng Nơi đó cách đây một trăm dặm Triệu Minh mau dẫn một nhóm qua đó kiểm tra đi Rõ đại nhân Tôi triệu tập nhân thủ rồi sẽ qua đó ngay huynh đệ chuyện này vô cùng khẩn cấp ta hy vọng cậu có thể giúp đỡ chúng ta ngài khách sáo rồi ta bây giờ là lính của âm phủ nên sẽ đi cùng với nhóm của triệu minh vậy thì tốt quá cậu cầm lấy ngọc giản di chuyển này đi bóp vỡ nó thì cậu có thể lập tức truyền tống đến trường sinh điện ở long sơn vậy thì tiện quá đa tạ đại nhân vậy ta đi trước đây nói xong bạch sảng bóp vỡ ngọc giản để truyền tống chớp mắt một lát thì ở đầu bên kia đã mở ra cánh cổng không gian bạch sảng cùng với triệu minh và mấy quan sai khác đã xuất hiện ở đó quả nhiên nơi này có một bàn thờ chỗ tần hoan đến chắc là đây rồi nhưng trường sinh điện ở đâu sao không thấy phong ấn của trường sinh điện vẫn còn nên tạm thời không nhìn thấy nó đâu cần phải dùng pháp khí này mới khiến nơi đó hiện hình triệu minh liền cầm kính bát quái chiếu tìm sau một lúc thì thấy có một cánh cổng tỏa ra yêu khí bên trong đó yêu khí liền tấn công vào người triệu minh chuyện gì vậy đội trưởng triệu minh bị gì rồi kìa mọi người tách nhau ra có người đã bố trí cạm bẫy ở đây rồi triệu minh đã bị khống chế không trần trừ triệu minh lao tới tấn công đồng sự anh cứ thế há miệng đớp lấy mấy tiểu đệ của mình mau chói đội trường lại đừng để anh ấy mất không chế hoàn toàn triệu minh bị chói nhưng vẫn không ngừng điên cuồng chẳng bao lâu thì xích chói yêu cũng bị triệu minh bức đứt lũ sâu bọ âm phủ đáng chết nơi này không phải nơi các ngươi nên đến đội trưởng triệu anh mau tỉnh lại đi cút hết cho ta chớ ở đây nói nhảm ồ ở đây vẫn còn sót một tên sao ác ma to gan dám nhập vào quan sai âm phủ xem ra gan ngươi cũng không bé nhỉ tiểu tử ta đã lâu chưa nếm máu người rồi ta rất thích mùi vị của ngươi đúng lúc giúp ta ăn no một bữa muốn uống máu của ta sao ngươi phải cẩn thận dụng răng đấy vì ta không mềm đâu bạch sảng chỉ tung một đấm đã đánh văng yêu tà trong người của triệu minh ra ngoài Áp ma bị khu trục rồi mau bắt lấy hắn anh em tên hỗn đản này ban nãy ngươi rất tự mãn đúng không ta phải dạy ngươi một bài học mới được sau khi tẩn cho yêu tà một trận thì đám người quan sai mới trói hắn lại tên này bị cốc vào cái đầu khiến đầu hắn sưng như đầu heo nướng vừa rồi ta bị tên này khống chế cơ thể sao thật mất mặt vì bị trúng kế của một tiểu yêu này tên kia ngươi vì sao lại xuất hiện ở bên ngoài trường sinh điện ừ ngươi nghĩ mình là ai mà hỏi thì ta phải nói đồ sâu bọ bạch sảng không thèm nói nhiều mà cắm thanh kiếm thẳng vào người hắn ta cho ngươi một cơ hội cuối không nói thì ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán ngay lập tức a đợi đã ta nói là trúc long đang mở cửa trường sinh điện hắn bảo ta ra ngoài đây kéo dài thời gian cho hắn tiêu rồi thì ra đối phương dùng kế điệu hồ ly sơn lừa chúng ta không thể chậm trễ nhanh vào cản tên trúc long đó lại nói xong thì triệu minh dẫn thuộc hạ bay vào kết giới để họ đi trước xem coi có mai phục gì nữa không vậy sau một lúc không có động tĩnh gì thì bạch sảng cũng vào theo bước vào thì bạch sảng kinh ngạc vì nơi này quỷ khí nồng đậm này mọi người có nghe thấy tiếng gì không mọi người nhìn phía trên kia bên đó hình như có người ở trên cánh cửa trường sinh điện tên trúc long đang phá rỡ cánh cửa ể hắn làm trò mèo gì trên đó vậy tên điên này vậy mà dùng cách thủ công đục cửa trường sinh điện mau lên tiêu diệt hắn đi đừng để hắn phá nó thật ngại quá các ngươi đến quá muộn rồi tuy không đủ mệnh cách để mở nhưng cũng đủ làm nó mềm ra để ta đục rồi hắn nói xong thì cánh cửa xuất hiện dị tượng một vụ nổ lớn phát ra khiến cánh cửa trường sinh điện nổ tung ha ha cuối cùng thì ta cũng thành công đục được cửa trường sinh điện bên trong lúc này chui ra mấy đầu long tức chín đầu rồng cùng kéo một cỗ quan tài đang không ngừng chui ra khỏi cửa trường sinh điện lần này thì toi rồi đây là cửu long di quan bạch sảng không nói gì mà nhảy tới các người còn ngây ra đó làm gì mà còn không lên tuyệt đối không thể để bọn nó chạy ra ngoài gây loạn được bạch sảng lao tới chỗ quan tài một quyền đánh nổ trong quan tài xuất hiện một nữ tử xinh đẹp làm bạch sảng sừng sốt cô gái bên trong là quỷ vương việt tử di thi thể này không tầm thường mọi người cẩn thận vừa nói bạch sảng vừa lấy lá bùa ra muốn dán lên người quỷ vương nhưng lúc này quỷ vương đang ngủ say đột ngột mở mắt một cỗ sức mạnh bùng phát chấn bay bạch sảng ra xa bạch huynh đệ huynh không sao chứ người dưới kia là kẻ nào lại dám ngăn bổn cung xuất quan đám sâu kiến tiện ti mà lại muốn cản trở bổn cung sao quỷ vương xuất thế rồi các huynh đệ cùng nhau lên bắt ả ta lại thật đúng là lũ tạp nham dám bất kính với bổn cung tất cả các ngươi đều phải chết vì xúc phạm bổn cung cô ta vung ra mấy đầu rồng lập tức đám người ở dưới bị đánh văng ngươi chắc là thủ lĩnh của chúng đúng không vậy thì ngươi làm gương đi chết trước đi cận kề cái chết thì bạch sảng đã kịp dùng thuấn di ôm lấy triệu minh né tránh một chỉ này đánh xuống đã khiến cho mặt đất chỗ đó nổ tung quỷ vương này khá mạnh trước khi vào âm phủ mấy người vì sao lại không có bất kỳ thông tin nào ta cũng không biết tiểu tử lại là ngươi cản trở bổn cung nếu đã muốn chết đến vậy thì bổn cung bồi ngươi bạch sảng thấy đòn tấn công tới nhưng không sợ mà tung ra tượng vi đà ngạnh đấu vi đà lập tức hóa lớn mà chặt vào người của tà long ăn một chặt này khiến tà long gào thét bay màu tiểu tử có chút bản lĩnh đó vậy mà lại có thần thể hộ thân đáng tiếc là bổn cung ghét nhất nam nhân có tướng mạo xấu xí đi chết đi quỷ vương liền tung một vả và vào mặt di đà làm mặt méo qua một bên bạch sảng không hoảng mà vận dụng đạo khí đọc chú ngữ thỉnh thân phụ linh mở bạch sảng lầm bẩm không thôi sau một lúc thì thỉnh được một thanh kiếm đạo ra quỷ vương phượng thể có hơi thở của rồng ta vẫn chưa từng thu phục bao giờ ngươi làm ta đột nhiên có chút hưng phấn kỳ lạ đó bạch sảng lao tới chém thì nữ quỷ vương né tránh anh lại bồi thêm một nhát thẳng vào đôi thỏ to tròn của quỷ vương địch vậy mà chém nhầm chỗ rồi tiểu tử ngươi lại dám ăn đậu hũ của bổn cung ta nhất định phải móc mắt ngươi. Quỷ vương chọc tay móc mắt thì bị bạch sảng né tránh, anh mất đà ngã khiến quỷ vương lao vào người mình, cứ thế quỷ vương bị bạch sảng ôm trọn vào người với tư thế khá mụ mị. A à, cái tên này lại còn muốn chiếm tiện nghi của ta, ta phải giết ngươi. Bạch sảng hãi quá mà vùng ra rồi triệu hồi thường chói tiên. Nhanh chóng thường chói tiên đã quấn lấy được người nữ quỷ vương lại, tiên ta còn chói được huống hồ gì một quỷ vương như cô chứ. Thôi tập này kết thúc ở đây hẹn các bạn ở những video sau.